Vâng em xin chào anh Xuân Hinh. Ồ anh có tên hay quá. Anh Xuân Hinh, à, số điện thoại đuôi là 090 và anh ở Khánh Hòa. À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay à, em làm video này để test cái sản phẩm là một mạch tăng là một mạch khuếch đại công suất class D. Điện áp đầu vào là 12V và điện áp à, à, công suất đầu ra là 420W cho hai kênh. Chúng ta có thể sử dụng đánh cầu lại một kênh cũng được. Cái này à, tùy theo mục đích của chúng ta sử dụng. Thì đối với mạch này à, về cái sơ bộ nó sẽ đầu tiên chúng ta sẽ có cái đầu điện áp 12V bình ắc quy đi vào và cái chân remote để chúng ta đấu vào công tắc nó sẽ đưa điện áp vào và thông qua một mạch điều khiển sung lên hai con mosfet và nó kích điện lên một cái biến áp xuyến ở đây à một cái biến áp biến áp sung biến áp sung này sẽ kích lên một cái điện áp cao hơn là nguồn đối xứng à, nó rơi vào khoảng tầm 35 v đôi thì phải hôm trước em đo mà em quên rồi lên khoảng tầm 35 v đôi đối xứng á, sau đó nó cấp cho cái con IC khuếch đại công suất TDA 8954TH ở đây, con công suất lắc D. Và cái phần này là phần bảo vệ loa thì nó có rơ đầu ra để bảo loại vệ loa và hai cọc để ra cái loa trái và loa phải. Đó là đối với trường hợp chúng ta sử dụng là đánh đánh hai kênh độc lập đánh stereo. Còn nếu như anh em mà muốn dồn công suất của hai kênh lại thành một là 420W để sử dụng cho một cái loa kéo á thì chúng ta cần phải đấu theo kiểu đánh cầu thì bên em đã làm một cái video hướng dẫn rồi. À, nếu như các bác nào mà muốn xem lại cái video đó có thể nhắn tin trực tiếp vào Zalo để bên em cung cấp cái link đó để cho tất cả mọi người có thể theo dõi được cái video đó. Ngoài ra cái mạch này nó còn cấp cho chúng ta ra một cái nguồn phụ nữa. Nguồn phụ này là 15 V đối xứng. 15 V đối xứng này thì nó được ổn áp qua hai cái con LM 7815 và LM7915. Hai cái con IC ổn áp đầu ra nên chúng ta yên tâm là cái điện áp ra luôn 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 ổn định để chúng ta cấp cho những cái mạch âm sắc, mạch mic, mạch master hoặc là mạch eco là nó sử dụng bằng nguồn đôi mà. Nguồn đôi phụ là 15V. Thì chúng ta sử dụng cho những mạch đó nó rất là thuận tiện. Thì như cái mạch này chúng ta sẽ sử dụng cho mục đích như chẳng hạn anh em bán hàng rong, anh em muốn lắp một cái loa để cho nó hát hàng rong hoặc là muốn cho nó phát nhạc gì đó, phát nhạc quảng cáo chẳng hạn. Hoặc là cái mục đích anh em có một cái loa kéo nhưng bây giờ nó hỏng mất công suất rồi, nó không 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 chạy được nữa thì thay vì chúng ta mua các linh kiện ở trên cái mạch loa kéo nhiều cái mạch loa kéo nó còn không để tên của con IC nữa cơ. Nó xóa hết tên IC mà chúng ta không biết là làm gì để thay được. Thì cách duy nhất là chúng ta mua một cái mạch công suất 12V với công suất lớn như thế này. Về nhà chúng ta tha, lắp thêm vào trong đó, chúng ta câu tín hiệu từ cái mạch loa kéo và đi vào đây. Và sau đó từ đây chúng ta cấp cho loa. Thì như vậy là chúng ta có thể tận dụng uh, sửa có nghĩa là lắp thêm vào để tận dụng cái loa đó chúng ta sử dụng Chứ bây giờ hỏng một cái mạch loa kéo mà các bạn mua một cái mạch loa kéo mới ấy, Nó cũng phải rơi vào tầm à, tùy theo từng mạch thôi Ví dụ cái loại bát 40, bát 50 á Thì cái này nếu mà đối với cái bát loa kéo thì nó có thể kéo được cái bát 50 á Thì nếu như anh em mà mua một cái mạch loa kéo của bát 50 ấy, thì nó hơi vài triệu Nó cũng rất là nhiều tiền Mà trong cái đó mua cái mạch này thì nó cũng rất là kinh tế Mà chúng ta có thể sử dụng được tất cả những cái phần thành phần còn lại của cái loa kéo Của cái mạch loa kéo cũ ấy, thì nó tốt hơn rồi uh, hoặc là chúng ta cũng thể sử dụng cái mạch này để chúng ta kích uh, công suất ở trên ô uh, tô chẳng hạn như ô tô bây giờ loa chúng ta chúng ta muốn lắp thêm hai cái trầm chẳng hạn mà bây giờ hai cái trầm 25 20 chẳng hạn mà bây giờ điện 12V mà đưa trực tiếp bằng những cái con IC mà nó hoạt động bằng điện 12V á thì công suất nó rất là nhỏ nên là bắt buộc cái mạch này công suất lớn là bởi vì nó đã được kích điện có một cái khối kích điện nó nằm sẵn đây rồi nó kích điện lên thì nó sẽ công suất lớn hơn. Ok và tập trung vào cách uh, cách test và sử dụng thì nhìn mạch theo cái hứa như thế này à, chân dương nguồn nó sẽ là nằm ở vị trí này chân âm nguồn nó nằm ở vị trí ngoài cùng này còn chân giữa là chân remote có nghĩa là chân công tắc khi chúng ta à, khi à, anh có công tắc có hai chân một chân anh đấu ở chân giữa một chân anh đấu vào chân dương khi nào chúng ta bật công tắc thì hai chân này nó nối với nhau nó giống như một sợi dây điện đang nối nối thẳng qua này nối với nhau thì khi đó cái điện dương nó đi từ chân giữa à, từ chân bên dương sang chân giữa chân giữa này nó cấp dư nguồn cho cái con IC tạo xung ở trên đây thì khi đó cái con IC này nó hoạt động thì nó mới kích nguồn lên và mạch này nó bắt đầu hoạt động thì đối với công tắc mà chúng ta đấu theo kiểu như này á thì chúng ta chỉ cần cái công tắc uh, nó rơi vào khoảng tầm 1 a thôi nó cũng không cần mấy công tắc lớn thì là nó hoạt động bình thường còn nếu như mà anh em mà đấu trực tiếp công tắc thông qua hai cái chân trợ hai uh, cái chân nguồn vào á, thì công tắc phải cái dòng điện rất là lớn đấy có khi là phải lên vài chục a rồi đó là cái cách để chúng ta đấu nguồn vào. Còn hai cái chân này chúng ta không quan tâm nhé. Cái chân bên cạnh này. LD cộng LD trừ rồi PD trừ PD cộng thì chúng ta không không quan tâm. Tiếp theo bên phía bên này. Chúng ta sẽ có cái chân cộng trừ 15V và GND Cái rắc ba chân. Mà nhà sản xuất có đi kèm cho chúng ta một cái rắc màu trắng như thế này. Thì đây là cái rắc để chúng ta đưa cái nguồn phụ đầu ra. Để cấp cho cái mạch mic hoặc mạch âm sắc. Tiếp theo bên đây có cái chân rắc bốn chân nữa thì nó có cộng 15V trừ 15V và GND cùng với một chân nữa là chân in. Thì đây cũng là 15V đối xứng cũng giống như bên này thôi. Chân in này có nghĩa là sử dụng trong mục đích như là anh em sử dụng cho mạch âm sắc mà nó âm sắc mono mà nó kết hợp cả rắc nguồn và rắc tín hiệu đây luôn. Những cái này chúng ta cũng không quan tâm luôn. Và cái góc bên phải cạnh bên phải này sẽ có cái rắc ba chân L in, R in và GND. Thì ba cái chân này là ba chân để chúng ta cấp cái tín hiệu âm thanh loa trái phải tín hiệu âm thanh từ điện thoại hoặc là từ cái gì đó thì anh em cấp vào đây. Còn lại bên đây có hai cặp cọc là L cộng R cộng L trừ và R trừ thì đây là hai cái cặp để chúng ta đưa ra loa trái phải. Thay vì cái công tắc ở chân giữa và, và chân dương thì em đã đấu sẵn ở đây một cái sợi dây điện. Cái sợi dây điện này thông qua có nghĩa là chúng ta giả lập đây là cái công tắc đang bật rồi nhé. Và bây giờ em sẽ cấp nguồn vào. Cấp nguồn vào để test sản phẩm đây em cứ đấu dương âm dương vào các bạn chờ 3 đến 5 giây thì ở trên đây có một cái bóng đèn màu đỏ nó sáng này rô le nó đã đóng rồi Ây, hơi tê tê nhá <laughs> chả điện DC nó kích lên mà đây chúng ta đò xem cái điện áp nó ra bao nhiêu mà nó nó tê tê cái tay mình này Ủa? sao nãy mình thấy tê tê nhỉ thần hồn nát thần tính nhỉ à 75 V này đây. À, cái này nó sẽ kích lên thành khoảng tầm 37, 37 đến 36 V đối xứng. Đó. Là lúc nãy mình cầm vào cái con uh, diode diode lọc nguồn đầu ra này thì hai chân của diode nó rơi 75 V. Thì nếu như điện đối xứng thì nó rơi khoảng tầm 36 <laughs> 37, 37 38 V. À, đối xứng đầu ra. À bây giờ em sẽ đấu hai cái loa vào đầu ra nhé loa thì chúng ta nên để ý là tất cả nếu mà chúng ta dùng mono thì nếu như không may đấu nhầm âm dương thì nó không sao một loa thì không sao nhưng khi chúng ta đấu hai loa thì bắt buộc chúng ta phải đấu đúng âm dương anh em lưu ý cho mình đúng âm dương thì cái tiếng bát nó mới mới có tiếng bát nó mới trầm sâu được còn nếu như anh em mà đấu ngược âm dương á ví dụ như một cái anh em đấu đúng một cái anh em đấu sai đấu sai âm dương chẳng hạn thì kiểu gì anh em nghe cái tiếng bát nó nằm ở trên mái nhà nó không có tiếng bát trầm sâu nữa đâu mà nó nghe cái kiểu bỗng bỗng bong kiểu gì á nên em lưu ý cái, cái, cái vấn đề là nhà sản xuất đánh dấu ký hiệu để chúng ta cứ làm đúng như vậy là được ok như vậy là đã cấp xong tín hiệu ra loa rồi Nhưng anh em thấy là bây giờ mình cấp ra loa nhưng mà cũng không có tiếng rè tiếng u xì gì cả cái mạch này nó nó cũng lọc rất là tốt đấy không 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 có bị nhiễu đâu rồi bây giờ mình sẽ cấp cái tín hiệu âm thanh đi vào nhá <laughs> cái mạch này thì anh anh Xuân Hinh mua ở trên sen đỏ thì tổng cả tiền phí vận chuyển và tiền mua tiền hàng á đến khi anh nhận hàng thanh toán là 986.000. Rồi, bây giờ em cấp tín hiệu tín hiệu sẽ lấy từ một cái cục thu Bluetooth và nó đi vào trong đây là loa. Em sẽ sử dụng điện thoại để để kết nối nha dùng một bài hát quen thuộc bởi vì căn bản là vì do cái vấn đề cả. bản quyền đấy em sử dụng bài Elect Electroly của NCS nhé. thì trong cái quá trình test thì em sẽ test từng loa một có nghĩa là bây giờ em đang bật hai loa nhưng mà lát nữa thì em sẽ tháo từng loa một ra để cho tất cả các bạn cùng với anh Xuân Hinh biết được rằng là cả hai kênh nó đang xuất ra âm thanh nhé tăng lên này. bây giờ em sẽ tháo bớt cái kênh bên này ra nhá rồi còn có một loa hát thôi đấy em tháo luôn kênh thứ hai ra nhá ok như vậy là tháo cả hai kênh ra rồi bây giờ em sẽ đấu cái kênh đầu tiên lại như vậy là tất cả chức năng của cái mạch này nó đều hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ làm bước cuối cùng là đánh dấu ký hiệu lên cái sản phẩm này để gửi hàng cho anh Xuân Hinh. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại ở trên tiêu đề video. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là số điện thoại trực tiếp cũng được. Hoặc các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để đặt hàng. Thì ngoài ra bên mình còn bán hàng ở trên sen đỏ Shopee và Lazada. Các bạn lên đó tìm kiếm với từ khóa là linh kiện 789. Hoặc đơn giản nhất là các bạn xuống cái phần bình luận video này để thấy cái link mua hàng ở dưới đó. Các bạn tích vào đó mua hàng cũng được. Đấy. Đánh dấu thêm vào đây nữa. rồi à, như vậy đây là cái ký hiệu trên cái sản phẩm của anh xuân hinh như vậy là em xin cảm ơn anh xuân hinh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo